Thưa quý vị và các bạn, nghệ thuật thắt lá dừa đã có từ xa xưa trong dân gian, đặc biệt là gắn liền với miền Tây sông nước và tuổi thơ của mỗi người trong chúng ta. Những tàu lá dừa được xếp sáng tạo thành những hình dạng khác nhau, tạo nên một vẻ đẹp truyền thống quý báu của dân tộc. Đặc biệt là những sản phẩm lá dừa hoàn toàn được làm từ nguyên liệu tự nhiên, không độc hại và cũng có mùi thơm rất đặc trưng của lá, lại vô cùng bắt mắt với nhiều hình dạng như là hoa hồng, con cá hay con cào cào, tạo nên một sức hút rất riêng. Có một thực tế là cuộc sống hiện đại khiến những người trẻ có thể đắm chìm vào trong công nghệ, nhưng cũng có những người trẻ khác vì đam mê và nặng lòng với nghệ thuật truyền thống đã thành lập ra câu lạc bộ thắt lá dừa, vừa tạo sân chơi chung và là cách để mà bảo tồn nghệ thuật truyền thống của ông cha để lại. Bây giờ xin mời quý vị khán giả cùng tìm hiểu về câu lạc bộ thắt lá dừa độc đáo này qua phần tác nghiệp của phóng viên Hoàng Nhân sau đây. Thưa quý vị, từ trước đến giờ tất cả chúng ta đều biết rằng những bộ phận từ cây dừa đều có thể được tận dụng để chế biến hoặc là sản xuất thành những sản phẩm có giá trị, có thể kể đến như là các loại bánh mứt kẹo dừa, các loại chỉ sơ dừa hay thậm chí là gỗ công nghiệp từ dừa. Và Hoàng Nhân tin chắc là quý vị khán giả, đặc biệt là những ai chúng ta có một tuổi thơ lớn lên ở vùng quê, thì không xa lạ gì đối với những sản phẩm thủ công được thắt từ lá dừa, đúng không ạ? Giống như là Hoàng Nhân đang cầm trên tay, thưa quý vị, một đóa hoa được thắt bằng lá dừa tươi. Và ở Bến Tre thì có một cô gái trẻ cùng với những người cộng sự của mình đều là những người trẻ có tâm huyết, có đam mê đã thành lập nên một câu lạc bộ thắt lá dừa. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Hoàng Nhân mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu quý vị nhé. Xin chào, mình tên là Kim Ngân, là chủ của cơ sở thắt lá dừa Kim Ngân. Cũng là câu lạc bộ thắt lá dừa Bến Tre chuyên thực hiện các sản phẩm từ lá dừa. Tất cả sản phẩm từ lá dừa như hoa, các con vật, cổng hoa, trang trí sự kiện, lễ hội. Mình thấy cái lá dừa, cái nguồn lá dừa của tỉnh mình thì rất là phong phú, mà bà con thì dùng để làm nhiên liệu đốt và một số thì bỏ đi thôi. Thì với cái nguồn nhân công của tỉnh mình thì rất là khéo léo. Từ đó thì mình cũng quyết định là tận dụng cái nguồn nguyên liệu này, và mình cũng muốn duy trì cái nét đẹp, cái nét văn hóa của ông cha ta đã sáng tạo và để lại cho tới ngày nay mà đã bị cuộc sống hiện đại ngày nay quên lãng. Do đó mình muốn duy trì và phát triển cái nét đẹp văn hóa này. Cái nghệ thuật thắt lá dừa này thì hồi xưa thì đa số là do ông cha của ta truyền lại. Thì bây giờ thì mình thấy các bạn trẻ bây giờ cũng rất là nhiều bạn có đam mê. Từ các bạn trong tỉnh, các bạn ngoài tỉnh cũng có rất là nhiều bạn đam mê. Câu lạc bộ của mình thì các bạn trẻ tham gia cũng rất là nhiều. Thì ở đây cũng là một cái dấu hiệu cũng là rất là vui. Thì các bạn trẻ bây giờ thì đa số các bạn đều chạy theo cái công nghệ và sống cuộc sống khá là nhanh. Thì mình cũng mong muốn các bạn trẻ dành cái thời gian để mình sáng tạo những cái sản phẩm từ lá dừa nhiều hơn, để mình tìm hiểu được cái nét đẹp, cái nét văn hóa của ông cha ta, tạo cho mình cái thói quen để mình sáng tạo và thiết kế. Có nhiều khi mình sẽ phát hiện ra mình có năng khiếu làm những cái sản phẩm này thì sao. Cái đầu ra của sản phẩm cho cái câu lạc bộ của mình á, thì mình cũng tuyên truyền qua online, qua truyền miệng. Truyền miệng á là mình làm những cái sản phẩm như là cổng hoa và hoa thì mình đều có thông tin gắn trên cái sản phẩm của mình, để cho khách hàng mà khi có nhu cầu á, thì có thông tin để liên hệ với bên mình dễ dàng hơn. Mình cũng có cái gian hàng ở khu du lịch Lam Vương, thì đây cũng là một cái kênh để mình quảng bá cho các khách du lịch biết nhiều hơn, xa rộng hơn các sản phẩm từ lá dừa. Của cơ sở của mình á, thì về cái nguồn nguyên liệu thì mình cũng phải lựa chọn cái nguồn nguyên liệu rất là kỹ. Thì mình phải chọn những cái loại lá đẹp để mình làm ra những sản phẩm đẹp. Còn cái nguồn nhân công của mình á, thì đa số là các bạn đam mê là chính, là những công nhân viên nhà nước hoặc là đã có một cái nghề ổn định, thì đa số các bạn tập hợp lại để
thỏa cái niềm đam mê của mình. Do đó cái thời gian mà tập học của các bạn có nhiều khó khăn. Đa số là các bạn đam mê nhưng các bạn cũng chưa biết nhiều. Do đó mình phải đào tạo nhiều để cho các bạn có tay nghề và làm được những sản phẩm đẹp. Cái định hướng sắp tới của mình thì mình sẽ củng cố lại cái câu lạc bộ, mình phát triển cái nguồn nhân lực, mình sẽ cho nó mạnh hơn và nó chuyên hơn, và mình sẽ sáng tạo ra, mình sẽ làm ra nhiều cái sản phẩm hơn để phục vụ cho nhiều cái đối tượng khách hàng hơn nữa. Mình góp phần mình tạo cho khách hàng, cho mọi người sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường hơn. Thì trong cái thời gian qua thì mình cũng đã góp phần khơi dậy cái phong trào mà để mọi người sử dụng lại những sản phẩm mà từ lá dừa. Hồi xưa mình làm á, mình làm chỉ có một cơ sở mình làm thôi, thì hiện tại bây giờ là có nhiều cơ sở thành lập ra, có nhiều tổ nhóm thành lập ra để phát triển cái ngành nghề này, thì mình cũng thấy cũng rất là vui vì các bạn khách hàng thì cũng có cái xu hướng để sử dụng các sản phẩm thân thiện từ môi trường.